ảnh hưởng của đại dịch cùng tháng 7 âm lịch khiến lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam sụt giảm. Ngoài những mẫu xe cả tháng không bán được chiếc nào như Toyota Avanza, Isuzu D-Max hay Kia Optima. Danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 8 còn có sự góp mặt của những tên tuổi một thời hút khách như Toyota Innova, Honda HR-V với doanh số bán dưới 15 xe. Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam trong tháng 8. 1. Isuzu MU-X bán 1 xe doanh số giảm 18 xe so với tháng trước khiến mẫu xe của Isuzu phải nằm ở vị trí chốt sổ một xe. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, số lượng xe Isuzu MU-X được bán ra thị trường chỉ đạt mức 98 xe. Hiện tại, mẫu SUV này đang được phân phối với 3 phiên bản, đi kèm giá bán 799 đến 949 triệu. Được đánh giá cao về độ bền bỉ, nhưng kiểu dáng cục mịch, nghèo tính năng là lý do khiến mẫu SUV 7 chỗ này không thể cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc. 2. Suzuki Ertiga bán một xe. Từng có doanh số đạt mức trên 100 xe từ tháng 6 trở về trước. Ertiga bất ngờ sụt giảm doanh số nghiêm trọng vào tháng 7 và tháng 8. So với tháng trước, trong tháng 8 mẫu MPV nhập khẩu từ Indonesia chỉ đạt doanh số bán một xe, số lượng xe bán ra thị trường trong tháng này giảm 19 xe. Chiếc Ertiga duy nhất được bán là phiên bản số sàn. Cộng dồn 8 tháng của năm 2021 đạt mức 903 xe. Suzuki Việt Nam đang phân phối Eriga với hai phiên bản là số sàn và số tự động, giá bán lần lượt 499 triệu và 559 triệu. 3. Honda Accord bán hai xe. Sở hữu thiết kế hiện đại, thời trang nhưng kết quả kinh doanh của Honda Accord thế hệ mới kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, từ cuối năm 2019 lại không mấy khả quan. Trong tháng 8 doanh số bán Honda Accord chỉ đạt 2 xe, giảm 3 xe so với tháng 7. Tuy nhiên vị trí trên bảng xếp hạng lại tăng thêm do tình hình chung các mẫu xe đều bị sụt giảm doanh số. Tổng 8 tháng của năm 2021, Honda đã bán được 75 xe Accord, thấp nhất trong 8 mẫu xe Honda đang phân phối. Giá bán của Accord là 1 tỷ 319 triệu tùy theo tùy chọn màu sơn. 4. Suzuki Swift bán 2 xe Sự xuất hiện của bản nâng cấp giúp doanh số Suzuki Swift khởi sắc trong tháng 7, tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tay gang, chỉ một tháng sau lượng tiêu thụ mẫu hatchback này chỉ còn 2 xe, giảm 66 xe. Nếu như Accord là sản phẩm có doanh số thấp nhất của Honda, Swift lại là sản phẩm bán chậm nhất của Suzuki. Tính từ đầu năm đến nay, doanh số Suzuki Swift đạt 334 xe. 5. Suzuki Kia Z bán 3 xe. Doanh số của Kia Z tiếp tục lao dốc chỉ bán được 3 xe trong tháng 8, giảm 2 xe so với tháng 7. Cộng dồn 8 tháng của năm nay, Số lượng xe Kia Z được giao đến tay khách hàng là 305 xe. Suzuki đã nỗ lực cải tiến thiết kế, trang bị cho Kia Z tại Việt Nam nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh phân khúc này còn có rất nhiều lựa chọn. Suzuki hiện chỉ phân phối một phiên bản với mức giá 529 triệu. 6. Mitsubishi Pajero Sport bán 4 xe. Mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu từ Thái Lan được Mitsubishi nâng cấp từ tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn chưa đủ giúp Pajero Sport khởi sắc về mặt doanh số. Tháng 8 vừa qua, lượng tiêu thu chỉ đạt 4 xe, giảm 106 xe so với tháng 7. Tính từ đầu năm đến nay, Mitsubishi đã bán được 595 xe Pajero Sport. Mẫu xe này hiện có 3 phiên bản, giá bán giao động 1 tỷ 110 triệu đến 1 tỷ 345 triệu. 7. Vinfast Lux SA bán 8 xe. Trong bối cảnh sức mua sụt giảm, doanh số bán mẫu ô tô thương hiệu Việt VinFast Lux SA cũng chỉ đạt 8 xe, giảm 68 xe so với tháng 7. Tính đến hết tháng 8, tổng số lượng xe được giao đến tay khách hàng là 2.642 xe. 8. Toyota Innova bán 10 xe Innova tại Việt Nam đang mất dần sức hút. Từ một trong những mẫu xe hút khách nhất thị trường, doanh số Innova giờ đây giảm mạnh và liên tục góp mặt trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Riêng tháng 8, lượng tiêu thụ Innova chỉ đạt 10 xe, giảm 31 xe so với tháng 7. Cộng dồn 8 tháng của năm 2021, Toyota chỉ bản được 1.821 xe Innova. Có thể thấy Innova đã không còn đủ khả năng để cạnh tranh như với Mitsubishi Standard trong nhóm MPV bình dân. 9. Toyota Land Cruiser Prado bán 12 xe So với tháng 7, doanh số bán Toyota Land Cruiser Prado trong tháng 8 giảm 29 xe. Dù được đánh giá cao về sự rộng rãi, thoải mái cùng độ bền bỉ, nhưng mức giá lên đến 2 tỷ 379 triệu chính là rào cản khiến Toyota Prado không được số đông khách hàng lựa chọn. 10. Honda HR-V bán 14 xe. Được nhiều đại lý Honda áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá hàng chục triệu nhưng doanh số bán Honda HR-V đã quay trở lại danh sách xe bán chậm sau 3 tháng biến mất. So với tháng trước, doanh số của HR-V giảm 35 xe. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, Honda đã giao đến tay khách hàng 764 xe. Thiết kế thời trang, nhiều tính năng công nghệ nhưng giá bán cao hơn các đối thủ cùng phân khúc chính là lý do khiến HGV không thể cạnh tranh về doanh số. Xe cộ, xe cộ, xxxx.